Taco, đậm dấu ấn tiên phong, vững tiến trên đường dài, tin tưởng vào tương lai, tự tin vào hội nhập, sáng tạo và cống hiến để cuộc sống đổi thay, cho ngày mai thịnh vượng, phát triển cùng đất nước. Taco kính mời quý vị xem tiếp bản tin An Viên 24 giờ. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2021 sẽ có những nội dung chính như sau. 21 trên 21 đơn vị cấp huyện thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đều có sinh hoạt Phật giáo. Thông tin từ Hội nghị Tổng kết Phật sự 2020 vừa diễn ra sáng nay. Phật giáo cả nước mang xuân đến sớm với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những công việc ý nghĩa của nhóm, những họa sĩ phố phường và những tình nguyện viên đang âm thầm thực hiện với ước mơ giản dị là làm đẹp cho đời. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, thực hiện chỉ thị số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn gửi Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, tăng ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm các nội dung sau đây. 1. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu. 2. Tất cả mọi người dân khi đến chùa phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. 3. Theo sát diễn biến tình hình dịch bệnh, theo chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động Phật sự tại chùa, cơ sở tự viện tại các địa phương. 4. Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu đi qua vùng dịch. Nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh COVID-19 cho cộng đồng Phật tử và nhân dân. Kêu gọi người dân phát giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để phòng chống nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng hành cùng dân tộc luôn là phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. 21 trên 21 đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An có hoạt động của Phật giáo chính là minh chứng cho sự nỗ lực của các chư tôn Đức Tăng Ni trong tỉnh. Và đó cũng là điểm nổi bật được nêu trong Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2020 và trình phương hướng hoạt động năm 2021 diễn ra tại Chùa Diệc, thành phố Vinh, Nghệ An vào sáng nay 28 tháng 1. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh Nghệ An có 109 vị tăng ni đang sinh hoạt, có 63 cơ sở thờ tự và tất cả các đơn vị hành chính đều có hoạt động của Phật giáo. Do dịch COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tạm dừng các Phật sự, khóa lễ, đồng thời khuyến khích Phật tử tu học online. Đặc biệt, tăng ni Phật tử toàn tỉnh đã quyên góp hơn 12 tỷ đồng, góp vào phòng chống dịch bệnh, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ. Công tác Phật sự tại Nghệ An năm 2020 thì cũng gặp rất nhiều khó khăn do là dịch bệnh Covid, cho nên một số chương trình trọng đại mà đưa ra trong năm vừa rồi cũng không thực hiện được. Tuy nhiên là Phật giáo cũng sẽ sáng tạo vận linh hoạt vận dụng để thực hiện một số các cái Phật sự cũng có hiệu quả, tổ chức những chương trình hoằng pháp tu tập cũng như là triển khai những cái công tác Phật sự như là xây dựng chùa chiền, phát triển những các cái Phật giáo lên vùng cao vùng sâu ở các miền núi. Trong năm 2021, các từ viện, chư tôn đức tăng ni, Phật tử tỉnh Nghệ An sẽ tích cực triển khai chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập Phật giáo tỉnh. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng hướng dẫn các từ viện đón Tết cổ truyền của dân tộc tiết kiệm, an toàn, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với điều kiện địa phương. Nhân dịp Tết Tân Sửu sắp đến, hôm qua ngày 27 tháng 1 năm 2021, phái đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết đến chư tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại chùa Từ Đàm, thành phố Huế. Tại đây,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có lời chúc mừng năm mới an khang, sức khỏe và thành tựu các Phật sự đến chư tôn giáo phẩm, ban thường trực, ban trị sự, chư tăng ni và Phật tử tỉnh nhà. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trong năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lũ. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm từ nhà nước đến nhân dân, cùng sự tham gia tích cực của các cấp giáo hội, nên vẫn duy trì phát triển bền vững, ổn định cuộc sống của người dân. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế mong rằng trong năm mới Tân Sửu 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chư tăng ni Phật tử tiếp tục chung sức chung lòng cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đưa tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển vững mạnh. Đáp lời, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tri ân sâu sắc lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan ban ngành luôn tạo sự thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ trong các công tác Phật sự. Hòa thượng cũng gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe và an lạc đến quý lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong phái đoàn. Tiếp nối bản tin An Viên 24 giờ hôm nay sẽ là những hoạt động từ thiện hết sức ý nghĩa của các tự viện nhằm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Ngày 26 tháng 1 vừa qua, Chùa Tam Bảo thành phố Đà Nẵng kết hợp với đạo tràng từ thiện Chùa Từ Quang thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương tại Chùa Nam Quang thành phố Hội An, tặng 100 phần quà cho bà con khó khăn tại Cẩm Châu, Hội An. Mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 kể từ năm 2021, Chùa Tam Bảo phối hợp tặng quà bà con các địa phương tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Cũng với tinh thần trên, hôm qua ngày 27 tháng 1 năm 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hai đoàn tặng 1.000 phần quà Tết cho hộ cận nghèo tại các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công. Đoàn 1 do Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự làm trưởng đoàn. Đoàn còn lại do Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dẫn đầu. Tổng kinh phí đợt trao quà lên đến 400 triệu đồng. Cùng ngày, Đoàn Từ thiện Trung ương Giáo hội phối hợp nhóm từ thiện Sẻ chia Sharing và các mạnh thường quân tiếp tục trao 800 phần quà đến bà con tỉnh Hưng Yên. Mỗi phần quà gồm tiền mặt, áo ấm, chăn màn và nhu yếu phẩm với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Trước đó, ngày 26 tháng 1, đoàn cũng đã trao 300 phần quà tương tự đến trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật và các gia đình khó khăn tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Thưa quý vị, không khí ngày Tết truyền thống đã đến thật gần với người dân thủ đô. Các con phố ngập tràn sắc xuân của cành đào, cành quất. Nhưng có lẽ rất nhiều người thường mải mê ngắm nhìn những sắc hoa xuân rực rỡ hay những công trình chào xuân ấn tượng mà ít khi quan tâm đến những công nhân nhỏ bé vẫn đang thầm lặng làm đẹp cho đường phố. Họ đang cố gắng để thủ đô khoác lên mình chiếc áo mùa xuân lộng lẫy đa sắc màu, giúp cho người dân hân hoan đón Tết du xuân. Dưới thời tiết se lạnh của mùa đông, chị Hoàng Thị Tuyết, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành đang tỉ mỉ cắt tỉa những cây hoa. Chị là một trong số những công nhân tâm huyết, dành nhiều năm gắn bó với công việc chăm sóc cây cảnh, làm đẹp đường phố. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng bao giờ chị được ngơi tay. Hết cắt tỉa, phun tưới đến bắt sâu để bảo đảm luôn có hoa đẹp, cây phát triển tốt. Đối với chị, mỗi cây hoa như là một người bạn. Phải gửi cả tâm hồn thì chúng mới có thể xanh tươi. Chăm sóc tỉa rồi bón phân rồi phun thuốc để cho cây nó ra hoa nó đẹp. Rồi cắt tỉa lá vàng. Tôi thích làm cái nghề này. Cũng yêu cây cảnh. Nên là chúng tôi muốn gắn bó lâu dài. Tôi cũng mong muốn cây cối trong thành phố này lúc nào cũng tươi đẹp. Để có được những giỏ hoa, cây cảnh đẹp, những người công nhân màu áo xanh đã phải cần mẫn ngày đêm dọn dẹp tu sửa, trồng mới vườn hoa, cây xanh. Đặc thù công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mỗi loại cây hợp với thời tiết khác nhau. Vì vậy, có những khi họ phải làm việc trong đêm muộn, thời tiết mưa, lạnh để đảm bảo cây phát triển tốt nhất. Ngoài ra, việc sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu bằng sinh học, không để lại mùi thuốc, tốt cho du khách tham quan cũng được những công nhân hết sức chú trọng. Tất cả những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, yêu cây của các anh, các chị công nhân. Chúng tôi thì rất là cảm phục cái tinh thần của các chị ấy để mà cần mẫn. Là mỗi lần ra đây là tôi lại thấy các chị trang trí
một cái cách khác nhau, không lần nào giống lần nào cả. Như có được như vậy thì chắc chắn là các chị cũng phải là bỏ rất là nhiều công sức cũng như tâm huyết vào cái thành quả của mình. Thì tôi nghĩ là chúng tôi những người dân thì cũng rất biết ơn các chị. Năm hết, Tết đến cũng là lúc những người công nhân phải bận rộn hơn để các loài hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc, những cung đường sạch đẹp và rực rỡ sắc màu. Họ luôn phải túc trực thường xuyên để nhận thông tin về phương án thay mới cây do ảnh hưởng của thời tiết. Chúng tôi cũng rất là chủ động, cũng đã phân công với ngành văn hóa thông tin của quận cũng như là các phường là thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, rà soát nếu như mà đối với những trường hợp mà không may thời tiết hoặc là có những vấn đề mà do ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền trang trí mà cờ hoa hoặc là pano áp phích mà không được đảm bảo đẹp như ban đầu thì chúng tôi yêu cầu là kịp thời thay thế và bổ sung. Không gian xanh sạch đẹp của đường phố không chỉ giúp người dân đón Tết vui tươi, phấn khởi mà còn tạo ấn tượng tốt với du khách trong dịp Tết đến xuân về. Thì cảm nhận rằng thì là đường phố đẹp hơn rất nhiều và phải ghi nhớ của những cái công ơn của những người đã âm thầm làm cái vẻ đẹp này. Ví dụ vườn hoa, cây cảnh, rồi trang trí đường phố. Phải nói là tôi cảm thấy là hình như dân Việt Nam mỗi ngày có một sự yêu, âm thầm yêu quê hương hơn. Thời tiết ở đây rất đẹp, mát mẻ. Tôi rất thích đi dạo trên phố phường Hà Nội và ngắm nhìn cảnh vật khi mùa xuân đến. Cây cảnh và hoa ở đây được trang trí trông khá khác biệt so với ở Mỹ. Chính quyền ở Việt Nam đã đầu tư rất nhiều để trang trí thành phố thật đẹp. Tôi yêu Hà Nội. Hà Nội là một thành phố xanh. Một mùa xuân mới lại về với mỗi người, mỗi gia đình trong niềm vui sum họp. Còn với những công nhân cây xanh, mùa xuân cũng đang về trên những đoạn đường quen thuộc và họ vẫn tiếp tục lặng lẽ làm tốt công việc của mình để mọi người được du xuân với không gian xanh sạch đẹp. Thưa quý vị, cùng với không khí xuân trên khắp phố phường, những khu chung cư, tập thể cũ, các bức tường rêu mốc cũ kỹ đang dần được thay đổi bằng các bức bích họa sinh động và đẹp mắt, tạo ra một không gian sống thú vị cho người dân. Những đàn trâu Tân Sửu rực rỡ, tươi vui cũng đang được gấp rút hoàn thành để cùng người dân xuống phố chào năm mới. Và đó cũng chính là những công việc ý nghĩa của nhóm những họa sĩ phố phường, những bạn trẻ tình nguyện viên đang âm thầm thực hiện với ước mơ giản dị là làm đẹp cho đời. Những ký ức của một Hà Nội xưa. Những cô gái trong tà áo dài thướt tha trong gió. Và cả hình ảnh đồng quê mộc mạc của Việt Nam. Rất công phu, nghệ thuật và hoàn toàn phi lợi nhuận. Ít ai có thể nghĩ đây là những bức tranh mà các bạn trẻ đến từ nhóm tình nguyện viên Hồng Liên trang trí lên những bức tường rêu phong cũ tại khu tập thể phụ nữ trung ương tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. 30 bức bích họa với muôn vẻ của cuộc sống thường ngày làm thay đổi không gian nhàm chán của khối nhà đã hơn 40 năm tuổi, trở thành cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, qua hoài niệm và ký ức rất thân thương về một Hà Nội xưa cũ, nay đã trở thành dĩ vãng. Người trẻ sớm tối đi làm về đi qua những bức tranh, chỉ cần được nhìn lại những cái bức tranh ấy thì tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó có một cái gì đấy, nó phấn chấn, nó vui vẻ và nó thêm được những cái nhiều năng lượng mới. Khu tập thể với những bức tường cũ rêu mốc nay đã được khoác lên một lớp áo mới, gần gũi và tươi vui, nâng cao ý thức cải thiện không gian sống của cộng đồng. Và đó mới thật sự là ý nghĩa tuyệt vời mà những bức tranh này đã đem lại cho người dân nơi đây. Thì chúng tôi muốn là tiếp cận cái nghệ thuật này gần với nhiều người hơn nữa, đưa nghệ thuật gần với đời sống của người dân hơn. Và cái việc thể hiện trên tường có rất là nhiều lợi thế. Ví dụ như là nó có thể thể hiện được bao quát hết cái sự sinh động và cái nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải được đến với bà con gần hơn. Cùng với những bích họa tại khu tập thể phụ nữ trung ương, nhóm tình nguyện Hồng Liên đã kết hợp với họa sĩ Bùi Chí Công, tác giả của dự án Châu Diễu Hành 2021, thực hiện vẽ tranh lên những chú trâu là biểu tượng của năm mới Tân Sửu, nhằm tạo nên điểm nhấn thu hút người dân vào dịp Tết tại phố đi bộ Hồ Gươm. Thông qua các cái hoạt động
các biểu tượng con trâu này chúng tôi làm nó cứng vững lên, nó làm bằng composite và nó bền đến 5 năm. Và sau cái triển lãm ở trong dịp Tết thì nó sẽ được trưng bày ở các cái vườn hoa, các không gian công cộng hoặc các cái tòa kiến trúc ở Hà Nội, và nó sẽ được bổ sung hàng năm với các linh vật. Dần dần nó dày lên thì nó sẽ trở nên là nó tạo nên cái trang hoàng, trang điểm cho các không gian công cộng, từ các cái khu phố nhỏ cho đến các cái vườn hoa. Những chú trâu qua bàn tay tài hoa của các họa sĩ đã khoác lên mình tấm áo với màu sắc sinh động, mang ý nghĩa sâu sắc như bảo vệ thiên nhiên, hay hình cành đào tượng trưng cho ngày Tết truyền thống của Việt Nam. Những họa sĩ trẻ đã gửi gắm tâm tư, nguyện vọng vào từng chú trâu, cầu mong một năm mới bình an đến với mọi người. Dạ, mình chọn sen bởi vì sen là biểu tượng của Việt Nam mình, và năm nay lại là năm của con trâu. Thế nên mình muốn gắn liền biểu tượng Việt Nam vào năm của trâu để gửi gắm hình ảnh hội họa của Việt Nam tới nước ngoài, để mọi người có thể giao lưu và liên kết nhau gần gũi hơn. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, khi mà mọi người đang tất bật hoàn thành công việc, chuẩn bị sum vầy cùng gia đình, thì các họa sĩ trẻ vẫn âm thầm, miệt mài, tô điểm lên những bức tường đã cũ, những chú trâu tượng trưng cho năm mới, với ước muốn đưa đến cho người dân một mùa Tết ấm cúng, đoàn viên và nhiều ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị, trong không khí của mùa xuân và Tết Nguyên đán cũng đã đến thật gần, chúng ta thầm cảm ơn những con người đang cần mẫn, trách nhiệm đem đến sắc xuân cho thủ đô. Họ thực sự là những bông hoa ngày đêm thầm lặng tỏa hương, cống hiến, góp phần làm cho thành phố thêm đẹp trong những ngày xuân sang. Nội dung tiếp theo của chương trình, đến Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội để cùng tìm hiểu về Tết cung đình xưa qua triển lãm Cung đình đón Tết. Qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, những cuốn lịch cũ đã được tái sinh trở thành những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, ứng dụng trong cuộc sống. Tết Nguyên đán ở nước ta có nhiều phong tục truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc. Dưới triều Nguyễn, đây được coi là một trong những lễ tiết lớn nhất trong năm, và cung đình đón Tết với nhiều nghi lễ long trọng, tỏ rõ mong muốn quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Để tái hiện lại những hình ảnh của Tết cung đình xưa với những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, sáng nay, ngày 28 tháng 1 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức khai mạc triển lãm Cung đình đón Tết. Lần đầu tiên, triển lãm giới thiệu đến công chúng 80 tài liệu tiêu biểu về Tết Nguyên đán trong cung đình, được lựa chọn từ khối châu bản triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới. Triển lãm với bố cục gồm 3 chủ đề: lễ nghi chuẩn bị đón Tết long trọng, tất niên, tiễn năm cũ, đón năm mới, và đầu năm đón phúc, tiết xuân ban lộc và đề cao chữ hiếu. Lễ nghi ngày Tết ở trong cung đình nhưng nó cũng gắn rất nhiều với cái nghi thức Tết của người dân. Ví dụ như khi như là cung đình cũng trồng cây nêu, cũng có bánh chưng, cũng có những các cái hoạt động để cao chữ hiếu trong ngày Tết, ví dụ như là Tết cha, Tết mẹ, Tết thầy và các cái hoạt động của Tết cung đình mang rất là nhiều ý nghĩa nhân văn. Mặc dù phải nói thời gian cũng mất mát rất nhiều trong ký ức, trong cái tư liệu, nhưng những gì mà sự phục hồi lại được của các nhà lưu trữ học, của các nhà bảo tàng và đặc biệt là của Trung tâm Cố đô Huế cho chúng ta hình dung lại, để chúng ta hiểu được cái vì sao chúng ta có một cái non sông đất nước nhưng lại có cả được một cái nền học vấn cũng như cái nền văn hiến mà ngày nay chúng ta vẫn gìn giữ, kể cả khi chúng ta vươn tới những giá trị hiện đại. Qua tài liệu lưu trữ cùng tư liệu, hình ảnh minh họa, triển lãm tái hiện một phần bức tranh Tết cung đình triều Nguyễn xưa, đồng thời cũng phần nào cho thấy sự gắn kết giữa Tết cung đình với Tết của muôn dân. Các nghi lễ đón Tết ở cung đình diễn ra long trọng, tưởng như khác xa với Tết cổ truyền trong dân gian, nhưng thấp thoáng đâu đó, trong từng nghi tiết, trong tâm thức đề cao chữ hiếu và trong sự tạm ngưng công việc để thưởng thức Tết xuân ấm áp. Cuộc triển lãm này vô cùng ý nghĩa. Với những di sản được đưa ra giới thiệu lần này, đặc biệt có giá trị, giúp công chúng có cái nhìn rõ hơn về lịch sử và văn hóa. Là trưởng đại diện cơ quan nghiên cứu lịch sử Pháp tại Việt Nam,
Tôi cảm thấy thật sự ấn tượng với buổi triển lãm ngày hôm nay. Khi mà đến đây thì em cảm giác là cái sự khác biệt về văn hóa xưa và nay, đặc biệt là Tết ấy, thì thực ra là không có quá nhiều, nhưng mà cái mà chúng em cảm thấy là khác biệt rõ ràng nhất chính là cái không khí Tết ngày xưa và không khí Tết nay có vẻ như là nó đã thay đổi, và bọn em là một người trẻ thì rất là thích tìm về những cái ngày xưa để mình có thể hòa vào không khí của lịch sử hơn ạ. Xuất phát từ tình trạng vật lý và yêu cầu bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ, ban tổ chức chương trình chỉ đưa ra trưng bày các phiên bản thay vì bản gốc hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Triển lãm Cung đình đón Tết sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2021. Một năm đầy biến động đã qua đi, trang lịch cuối cùng cũng được lùi và dĩ vãng để khởi đầu cho một năm mới với cuốn lịch mới cùng nhiều hy vọng, dự định mới. Thế nhưng, đừng biến những cuốn lịch cũ trở nên vô nghĩa. Ngay sau đây, hãy cùng với bản tin An Viên 24 giờ khám phá lịch cũ hữu dụng ra sao qua bàn tay khéo léo của các bạn trẻ đến từ dự án I Recycle. Những bao lì xì ấn tượng, những tấm bưu thiếp độc đáo, những bức tranh xé dán nhiều màu sắc, những món phụ kiện thời trang bắt mắt. Ít ai nghĩ rằng tất cả đều được làm từ những cuốn lịch cũ. Ý tưởng tái sinh những cuốn lịch cũ thành những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, ứng dụng trong cuộc sống, xuất phát từ chị Nguyễn Thị Tinh, người sáng lập iRecycle, một dự án hướng đến tái chế xanh. Hàng năm thì cái số lượng lịch để bàn, lịch treo tường hay là lịch bóc được thải ra thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì trước đây bọn mình gom vì cái để làm sách cho người khiếm thị ấy, nhưng mà hiện tại thì cái lịch để bàn làm rất là đẹp, giấy rất là dày nên là không sử dụng được làm cho sách cho người khiếm thị nữa. Thì chúng mình chuyển đổi mục đích là sẽ làm thành các cái sản phẩm tái chế, nó mang tính thẩm mỹ cao và mang tính ứng dụng được trong cuộc sống để cho mọi người có thể sử dụng được. Để có được những sản phẩm tái chế đẹp mắt và tinh tế, đòi hỏi người thực hiện phải có tính thẩm mỹ và trí tưởng tượng phong phú. Thêm vào đó là sự khéo léo và tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ thu gom, phân loại đến việc tạo ra những sản phẩm phù hợp với chất liệu. Cái lịch sau khi phân loại ấy, mà để làm được các cái sản phẩm ngay thì nó chưa được đẹp ngay đâu, mà nó sẽ cần phải trải qua các công đoạn là phân loại theo cái từng loại lịch một, theo màu sắc, số lượng và kích thước, rồi từ đấy mới lên mô hình để làm nó phù hợp. Đây là quang cảnh một buổi thu gom lịch của cả nhóm. Hàng ngàn quyển lịch được các doanh nghiệp cá nhân gửi đến, cho thấy sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ của dự án iRecycle. Đặc biệt, điều chị Tình và các tình nguyện viên hướng tới chính là triển lãm tái sinh, nơi mà các sản phẩm tái chế sẽ truyền tải thông điệp ý nghĩa về môi trường. Trước đây bọn mình chỉ tham gia những cái hoạt động nhỏ trên tỉnh đoàn Bắc Ninh thôi. Nhưng mà bây giờ thì sau khi bọn mình cũng tìm hiểu về những cái hoạt động của các bạn đây, bọn mình đã quyết định là sẽ liên hệ và giúp đỡ các bạn cho dù chỉ là một phần nhỏ thôi. Theo khi dự án iCycle lên được cái ý tưởng là tổ chức một buổi triển lãm tái sinh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thì đã nhờ đến Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để hỗ trợ cho dự án này, và bọn mình hỗ trợ dự án iRecycle tổ chức cái triển lãm tái sinh này tại trường, chủ yếu trong cuộc là công tác thu gom lịch và truyền thông cho sự kiện. Sau gần một tháng chuẩn bị, triển lãm tái sinh cũng đã được ra mắt tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thành quả của việc thu đổi 3.000 quyển lịch cũ qua bàn tay khéo léo của các tình nguyện viên trở thành các vật dụng có giá trị như phong bao lì xì, các bức tranh, quyền tài phụ kiện, túi sách. Đặc biệt, 4 bức tranh sống xanh trong bộ sưu tập thiên nhiên tươi đẹp do họa sĩ Tuấn Việt và Nguyễn Thảo sáng tác đã được bán đấu giá để gây quỹ làm bảo tàng tái chế xanh và quỹ vì môi trường. Những cái triển lãm như này cũng kiểu góp một phần kiểu lan tỏa ra cộng đồng cái phong trào cũng như là giúp nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường cho giới trẻ hiện nay. Chúng ta sẽ có một cái lối sống xanh, bảo vệ môi trường và cố gắng tái chế những cái đồ dùng không còn cần thiết để làm mới những cái đồ dùng đấy, và tự dưng là chúng ta sẽ góp phần bảo vệ môi trường khi không thải loại rác ra ngoài môi trường nữa. Sau triển lãm tái sinh, nếu các sản phẩm tái chế được đón nhận ngoài thị trường, iRecycle sẽ hướng đến việc triển khai dự án tái chế đến các nhóm đối tượng khuyết tật hoặc trẻ mồ côi. Thưa quý vị, cây chanh vốn là loại cây của vùng thôn quê, là một loại quả khá phổ biến trong bữa ăn của mỗi gia đình. Nếu như trước kia, chanh được trồng ở những nơi đất rộng, thì hiện nay mỗi gia đình đều có thể trồng tại nhà loại chanh nhỏ, vừa để trang trí, vừa để lấy quả dùng. Và trong phần cuối của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm vườn chanh bonsai, một ý tưởng độc đáo trong Tết này của người dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Vốn là hộ nông dân trồng chanh ăn quả lâu năm, thu nhập từ vườn luôn đủ để anh Nguyễn Hữu Hà trang trải cuộc sống. Thế nhưng, anh lại không tự hài lòng với việc nhà nông giản đơn mà luôn tìm tòi, mong muốn tạo ra những điều mới mẻ. Bằng óc quan sát tinh tế, sáng tạo và sự nỗ lực tìm tòi, anh Hà đã khoác lên những lớp áo nghệ thuật độc đáo cho những cây chanh vốn đã quen thuộc trong vườn nhà. Tôi trồng cây chanh bonsai được 5 năm rồi. Từ ý tưởng là nhìn thấy những nhà chung cư và những sân vườn nhỏ, người ta rất thích có một cây chanh. Nhưng mà để mà trồng một cây chanh thường to thì rất là khó. Thành ra từ ý tưởng đó tôi trồng, đưa lên chậu để làm bonsai, để cho khách hàng có thể trồng và chăm sóc dễ dàng hơn trong sân vườn nhà mình. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh Hà có nghiên cứu rồi sử dụng những hạt đậu tương luộc làm phân bón cho cây thay vì sử dụng những loại phân bón hữu cơ khác. Việc thụ phấn cho cây cũng dựa trên quá trình tự nhiên của các loài động vật. Anh Hà đã thuê riêng những tổ ong để trong vườn. Vào mỗi 10 giờ sáng, những chú ong sẽ bay đi tìm nhụy và thụ phấn. Ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp, anh luôn mong muốn những cây chanh bonsai trong vườn của mình không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn đảm bảo về chất lượng sử dụng. Để cho ra những trái chanh ngon mà nó không bị độc hại, từ ý tưởng đó tôi sẽ cho cây ăn bằng bột đậu tương để nó giúp cho cây chanh nó sạch, nó khỏe mạnh và nó thân thiện với môi trường hơn. 3 tháng thì cho ăn mỗi cây 200-300 g đậu tương luộc, còn đâu hàng ngày thì có tưới nước sạch. Mục đích tưới nước hàng ngày ở đây thì để thứ nhất là rửa trôi bụi bẩn và rửa trôi côn trùng để tránh việc mà phải lạm dụng và sử dụng thuốc hóa học. Mỗi cây chanh trước khi được đưa lên chậu đã được trồng và uốn nắn từ dưới đất. Có cây trồng mất 3 năm, có cây mất 4 năm mới có thể hoàn thiện để đến với khách hàng. Đến giờ này tôi cảm nhận được cái là cái lòng yêu nghề và cái sự tìm tòi đi hướng đi mới riêng cho bản thân mình và một lòng kiên trì thật là vững chắc. Phải yêu cây đó, và cũng muốn hướng đến cho xã hội có được những sản phẩm sạch hơn, tốt hơn và thân thiện với môi trường hơn. Chanh bonsai không chỉ đẹp bởi gốc cây, thân cây được uốn nắn tinh tế, tỉ mỉ mà còn đầy đủ các yếu tố hoa, lá, chồi non, quả xanh, quả chín, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Sắc vàng từ quả, sắc xanh từ lá, tất cả tạo nên không khí của một mùa Tết an vui và đầm ấm. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.